sáu phẩm tam tiệm thứ lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn người trụ hữu tưởng nếu không thuận nhẫn không đạo không quả cũng không hiện quán thì người trụ vô tưởng đâu có thuận nhẫn hoặc ở bậc tịnh quán hoặc bậc chủng tánh hoặc bậc đệ bát hoặc bậc kiến hoặc bậc bạc hoặc bậc ly dục hoặc bậc dĩ biện hoặc bậc độc giác hoặc bậc bồ tát hoặc bậc như lai hoặc tu thánh đạo do tu thánh đạo mới đoạn các phiền não hoặc tương ưng với thanh văn hoặc tương ưng với độc giác vì bị phiền não này ngăn che nên các đại bồ tát đâu có thể nhập tránh tánh ly sanh của bồ tát nếu chẳng có thể nhập tránh tánh ly sanh của bồ tát thì đâu có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng nếu chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng thì đâu có thể đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục Bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp hoàn toàn không có sở hữu, thì không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, các pháp như thế đã hoàn toàn không sanh thì đâu có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói. Người trụ vô tưởng cũng không thuận nhẫn, không ở bậc tịnh quán, không ở bậc trùng tánh, không ở bậc đệ bát, không ở bậc kiến, không ở bậc bạc, không ở bậc ly dục, không ở bậc dĩ biện, không ở bậc độc giác, không ở bậc bồ tát, không ở bậc như lai, không tu thánh đạo. Do tu thánh đạo mới đoạn các phiền não hoặc tương ưng với thanh văn hoặc tương ưng với độc giác. Vì bị phiền não này ngăn che nên các đại Bồ Tát chẳng có thể nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Nếu chẳng có thể nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát thì chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng. Nếu chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng, thì đâu có thể đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục. Này thiện hiện, nếu tất cả Pháp hoàn toàn không có sở hữu, thì không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Các Pháp như thế đã hoàn toàn không sanh, thì làm sao có thể chứng đắc trí nhất thiết trí? cụ thọ thiện hiện bạch Phật bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Có phải có tưởng hữu, có tưởng vô trăng có phải có tưởng sắc, có tưởng thọ tưởng hành thức trăng có phải có tưởng nhãn xứ có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ trăng, có phải có tưởng sắc xứ có tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ trăng, có phải có tưởng nhãn giới, có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý giới trăng có phải có tưởng sắc giới, có tưởng Thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Có phải có tưởng nhãn thức giới? Có tưởng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chăng? Có phải có tưởng nhãn xúc? Có tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xúc chăng? Có phải có tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Có tưởng các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng?